hàng cây đứng lặng im, đàn chim đã về tổ, kìa ai còn đứng đó, phải chăng người thầy thuốc canh giấc ngủ cho bệnh nhân. Vào phiên anh trực đêm cùng bao tình thương yêu dành cho những người bệnh, vì đau mà thao thức bệnh nhân ơi yên giấc, có chúng tôi luôn ở bên. Ngọn gió, ngọn gió như cũng mang niềm yêu thương dịu mát nỗi đau cho bệnh nhân, với tấm lòng nhân hậu của những người thầy thuốc tiếp sức cho bệnh nhân. Hãy subscribe cho bệnh.